cô gái tóc vàng này đang bị một thanh niên sàm sỡ, không nói gì cô liền vớ ngay chiếc vợt, vụt không một chút thương tiếc, thậm chí còn đá toang luôn con chim bé bỏng của hắn. Cô ấy chính là con gái của một chùm mafia khét tiếng, là nỗi khiếp sợ của biết bao thế lực ngầm. Nhưng một chuyện không may đã xảy đến với gia đình cô, dẫn tới cả nhà cô bị một tổ chức sát thủ giáo giết săn lùng. Vậy chuyện gì sẽ xảy ra với họ và làm thế nào họ có thể đối phó lại tổ chức sát thủ kia? Xin mời các bạn cùng tìm hiểu bộ phim với mình nha! Gia đình Blake vốn là thành viên của gia tộc mafia Manzoni nổi tiếng của Mỹ, nhưng đến nay, ông Blake luôn lo sợ những tên sát thủ và đồng bọn mình từng tiêu diệt sẽ đến trả thù, gia đình ông sẽ gặp nguy hiểm, nên ông đề nghị ra khỏi băng đảng, nhưng lại không được đồng ý, vì bản thân sát thủ trong băng đảng mafia chỉ có thể tự bảo vệ mình, và nếu cứ như vậy thì cả gia đình Blake sớm muộn gì cũng bị bồi táng. Nên ông đã ngấm ngầm hợp tác cùng đội cảnh sát và điều tra FBI, để có thể mong có được sự bảo vệ của họ. Và đương nhiên, FBI cũng đã phái một đội ngũ cao thủ đến bảo vệ nhân chứng và gia đình Blake của cảnh sát Mỹ. Chim lợn được điều này, băng đảng mafia vô cùng phẫn nộ vì sự phản bội của Blake, vì trước đó, một sát thủ trong băng đảng cũng vì vậy mà bị sát thủ khác tìm đến tận nhà và giết chết cả gia đình họ, sau đó xóa dấu vết bằng cách cho nổ tung ngôi nhà, và gia đình Blake cũng sẽ phải chịu những hậu quả đó. Cũng từ đó mà cả gia đình trải qua cuộc đời lưu lạc khắp nơi. Nơi ở mới của gia đình Blake là một thị trấn nhỏ yên bình ở Pháp. Tuy rằng ban đầu cả gia đình đều chưa thích ứng với hoàn cảnh sống mới, nhưng họ đều biết rằng mình bắt buộc phải làm quen với điều này. Ngày đầu tiên đi học, con trai Warren và con gái Belle đã gặp phải một rắc rối lớn. Warren đã quen với phong cách làm việc của mafia từ khi còn nhỏ, vì thế tính cách rất bướng bỉnh, không chịu khuất phục, nên vừa nhập học đã bị đám lưu manh trong trường giã cho một trận. Nhưng cậu không hề sợ hãi, mà ngược lại cậu còn có tất cả thông tin các phe nhóm trong trường từ lâu rồi, và chỉ cần âm thầm chờ đợi thời cơ thực hiện kế hoạch báo thù của mình. Còn con gái Belle vì vẻ ngoài xinh đẹp mà bị một nhóm lưu manh để mắt tới. Khi tan học, chúng nó phi con xế đều đến cưu cẩm cô và nói là có ý muốn đưa cô về. Thấy bọn chúng có vẻ mờ ám, Belle vẫn cố tình lên xe của bọn chúng. Quả nhiên, đi được một đoạn thì thằng báo con liền bẻ lái đi đến một vùng ngoại ô vắng vẻ. Ông cháu đi đến gần Belle định giở trò hỏi cho anh nướng nhờ củ khoai. Không ngờ Belle tính nóng như kem, không một động tác thừa, quay người lấy con mẹ nó cái vợt mũi, táng một phát vào mặt chú bé đần, khiến những thanh niên khác cũng phải há hốc mồm như chó ngao. Và sau đó là hàng loạt cú chưởng liên hoàn, chị cứ lấy góc cứng mà vạng, khiến thanh niên không ngóc đầu lên được. Đối với những thằng cháu biến thái thế này thì như vậy là quá nhẹ rồi, đã không được chèn em nó, lại còn bị táng cho biến dạng, cả con xe cũng bị em Belle chấn lột con mẹ nó mất. Với tính cách nóng như kem đó thì tất nhiên là ai trong gia đình cũng có rồi. Vợ của Manzoni Blake chính là Maggie, đi siêu thị chỉ vì nghe thấy tổ đội chim lợn đang buôn dưa lê bán trứng thối về gia đình mình. Cô ngay lập tức làm nổ tung siêu thị, đến cái nịt cũng chẳng còn. Cách thức gây án dứt khoát gọn gàng, vừa nhìn là biết phong cách của mafia. Blake ở nhà cũng chẳng ngồi không, trong lúc dọn dẹp nhà mới đã phát hiện ra một chiếc máy đánh chữ. Điều này khiến cuộc sống vốn nhàm chán của Blake bỗng mở ra một thế giới mới. Ông quyết định dùng máy đánh chữ ghi chép lại cuộc đời huyền thoại của mình, sau đó công bố khắp nơi, coi như một công cụ để người đời có thể hiểu sâu về mafia. Nhưng Blake không hề biết rằng mafia Mỹ đã phái sát thủ hàng đầu tìm kiếm tung tích của Blake và gia đình ông khắp nơi. Nhưng nhờ có sự bảo vệ của cảnh sát Mỹ, hành tung của gia đình Blake tạm thời vẫn chưa bị mafia phát hiện. Phía cảnh sát Mỹ cử một số đặc vụ do John đứng đầu, mai phục ở đối diện nhà Blake một thời gian dài, không chỉ giám sát nhất cử nhất động của Blake mà còn để ý từng biến động xung quanh thị trấn nhỏ, đảm bảo an toàn cho gia đình Blake. John biết Blake có tính cách bốc đồng, thích dùng nắm đấm giải quyết vấn đề, nên cứ vài hôm lại đến nhà, nhắc Blake phải chú ý hành vi của mình, đừng có suốt ngày kiếm chuyện. Mặc dù Blake cảm thấy rất phiền, nhưng vẫn vô cùng tôn trọng vị đặc vụ hết lòng bảo vệ mình. Ông biết nếu không có sự bảo vệ của John thì gia đình mình sớm đã thành những xác chết nằm nơi hoang dã. Vợ của Blake vô cùng bất mãn với việc viết lách của ông. Bà không mong người thân của mình lại gặp rắc rối, nên không muốn Blake tiết lộ quá nhiều trong sách. Phía cảnh sát Mỹ đã nghiêm cấm Blake đi ra ngoài. Người vợ biết viết lách chính là cách duy nhất để Blake giải tỏa lòng mình. Vì thế mặc dù phản đối nhưng cũng không can thiệp quá nhiều. Nhìn thì có vẻ cuộc sống ở thị trấn rất yên bình. Không lâu sau đó, Warren ở trường nổi lên như diều gặp gió. Cậu khéo léo lợi dụng những yêu cầu khác nhau giữa các phe phái, khống chế được các con nợ của từng phe phái, tập hợp được một nhóm người phục thù cho mình, dạy dỗ cho đám côn đồ đã đánh mình một trận như tử. Chị gái Belle bắt đầu biết yêu, vừa gặp đã yêu chàng trai đeo kính mọt sách trong trường, bắt đầu màn theo đuổi mãnh liệt. Một ngày, nguồn nước nhà Blake đột nhiên biến thành màu nâu. Nhân viên sửa chữa trên trấn thì đến muộn, đáng ghét hơn là nhân viên sửa chữa không những không sửa được, mà còn đòi thêm phí sửa chữa, để cho khiến cho Blake vốn nóng tính càng khó nhịn được, liền tìm một cây gậy đánh cho nhân viên sửa chữa tàn phế.
Có lẽ vì nhớ đến lời dặn dò của John, Blake không đánh chết người, mà lập tức đưa nhân viên sửa chữa vào bệnh viện. Vì để nhanh chóng hòa nhập vào thị trấn, người vợ quyết định tổ chức một bữa tiệc gia đình. Để đảm bảo an toàn cho gia đình Blake, John và hai người đặc vụ bất đắc dĩ phải tham gia bữa tiệc. May mắn thay cả bữa tiệc đều không có chuyện gì xảy ra. John nhân cơ hội nói với Blake, Mafia đã phái sát thủ hàng đầu tìm kiếm tung tích của Blake từ lâu, đồng thời đã giết chết mấy người bạn thân của Blake. Sát thủ sẽ rất nhanh chóng tìm được nơi này, dù trong lòng cũng hơi lo lắng. Nhưng Blake chẳng còn đường nào có thể đi, sớm đã chuẩn bị đối mặt với nguy hiểm. Để giải quyết hoàn toàn vấn đề nước bị ô nhiễm, Blake trực tiếp tìm đến thị trưởng nói ra yêu cầu của mình. Đối mặt với sự đùn đẩy của thị trưởng, mặc dù vô cùng tức giận, nhưng Blake vẫn cố gắng nhịn, đi tìm công ty cung cấp nguồn nước. Tại đây nhân viên đã trả lời Blake do nhà máy phân bón trên trấn đã khiến nguồn nước bị ô nhiễm. Bởi vì công ty đó có chỗ dựa nên không ai dám tố cáo, Blake không hề sợ hãi, đến gặp trực tiếp ông chủ của nhà máy phân bón, hy vọng đối phương có thể giải quyết vấn đề này. Nhưng hiển nhiên người chủ này không coi Blake ra gì, ngắt lời câu hỏi của Blake, không hề kiên nhẫn bảo Blake đi về. Người này nhanh chóng lĩnh hội được sự tàn nhẫn của Blake. Blake lại đánh tên chủ bị thương rồi ném ra vùng ngoại ô. Lúc này tên chủ thoi thóp, dặn ra một cách giải quyết là đóng van máy bơm nước. Lúc này Blake chưa biết nguy hiểm đang đến gần. Con trai Warren được giáo viên giao bài tập, yêu cầu cậu giải thích hai tầng ý nghĩa của tiếng Anh. Warren chưa chuẩn bị gì, cái khó ló cái khôn. Nhớ lại hồi còn bé tưởng nghe thấy mafia nó nói đùa một câu, thế là vừa viết vừa chém thành một đoạn thơ, viết thêm tên của mình, tiện tay đăng lên báo trường. Vốn dĩ là một chuyện còn con, nhưng vì tờ báo này mà vượt qua đại dương rơi vào tay mafia, dẫn đến một trận mưa gió máu tanh. Mafia thông qua chữ ký của Warren và câu chuyện trong đoạn thơ, đã đoán được nơi ẩn thân của Blake. Thế là một nhóm những tên mafia tàn bạo hung ác, nhanh chóng tìm đến thị trấn ở Pháp, trong khi Blake bên này đang định tham gia hội nghị chuyên đề về đề tài mafia. Mặc dù John hết sức phản đối, cho rằng Blake không biết kiêng nể. Một khi mafia phát hiện ra tung tích của Blake thì hậu quả khó lường. Nhưng Blake đã quyết, không muốn nửa đời về sau đều phải sống chung sống lủi. Nếu đã lựa chọn phản bội gia tộc mafia, thì đã định sẵn là phải sống chung với nguy hiểm. Blake muốn tiết lộ nhiều bí mật của mafia hơn trên bàn hội nghị, công khai đứng lên phản đối mafia. Không còn cách nào khác, John đành phải đồng ý, đích thân đến tham gia cùng Blake. Trước khi đến hội nghị, Blake khéo léo ngụy trang đánh lừa camera giám sát của đặc vụ Mỹ, âm thầm trà trộn vào nhà máy phân bón, đặt bom hẹn giờ lên máy bơm nước. Nếu chính phủ không thể giải quyết vấn đề ô nhiễm nguồn nước, Blake quyết định dùng cách của mình để bảo vệ quyền lợi của người dân. Cuối cùng, Blake vờ như không có chuyện gì xảy ra, cùng John đến dự hội nghị điện ảnh, cùng xem một bộ phim về lịch sử mafia với những khách mời khác, cùng với những thước phim chuyển động. Blake cũng rất nhanh chìm đắm vào nửa đời trước vô cùng khốc liệt của mình, cảm xúc cũng theo đó dâng trào. Sau khi phim chiếu xong, không thể tránh khỏi lời mời của MC, ngồi trên khán đài không hề kiêng nể kể về gia tộc mafia của mình, hoàn toàn quên mất lời dặn dò của John. Lúc này con trai Warren ở trường học đầu cơ trục lợi bán thuốc, uy hiếp bạn học, bị trường học phát hiện, lập tức đuổi học Warren. Warren ngông cuồng không biết hối cải, muốn tự mình ra ngoài dựng lên một vùng trời của riêng mình. Trong lúc dọn đồ ở nhà, gặp được người chị gái Belle đang muốn bỏ nhà ra đi vì thất tình. Sau khi hai người từ biệt liền bước trên con đường riêng, trong lúc Warren ngồi đợi tàu hỏa, có một tên mafia bước xuống tàu. Dù họ không phát hiện ra Warren, nhưng với Warren từ nhỏ đã sống chung với mafia mà nói, vừa nhìn đã nhận ra thân phận của đối phương. Warren biết mục đích của những tên đến đây là gì, nhanh chóng gọi điện về nhà báo tin. Nhưng đúng lúc không có ai ở nhà nên không ai nghe điện thoại, cậu chỉ có thể cúp điện thoại nhanh chóng trở về. Belle vốn không thiết sống, liền gọi một cuộc cuối cùng cho bạn nam đeo kính, vừa hay phát hiện băng đảng mafia đã tìm đến thị trấn. Cô nhanh chóng cất điện thoại, vội về nhà để cứu người thân. Băng đảng mafia khí thế đùng đùng, nhanh chóng phân công rõ ràng nhiệm vụ từng người. Trước tiên giết hết cảnh sát ở thị trấn, tiếp theo sẽ xử đến lính cứu hỏa ở thị trấn. Bọn họ ý đồ rất rõ ràng, muốn một lưới tóm gọn gia đình Blake. Họ rất nhanh tìm được địa chỉ nhà Blake, bảy thiên la địa võng ở khu vực xung quanh nhà Blake. Người vợ Maggie về nhà trước, đúng lúc không tìm thấy con gái, đang đứng trước nhà đặc vụ người Mỹ cầu cứu nên đã tránh được một mạng. Còn Blake, người vừa kết thúc bài phát biểu đầy nhiệt huyết của mình, không hề cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần. Blake vừa bước vào nhà, tên mafia đã bắn đại bác, trực tiếp bắn nát nhà của Blake. Blake may mắn không chết, bò lên từ đống phế liệu. Đặc vụ người Mỹ vẫn luôn nấp ở phía đối diện, muốn xông lên quyết đấu với tên mafia, nhưng vừa ra đến cửa đã bị tên mafia mập gần đó đánh lén. Tên mập rõ ràng có quen biết Maggie, chưa muốn giết ngay, nhân cơ hội cởi thắt lưng, nhưng tên háo sắc không hề biết Blake đã thoát chết, đã đứng phục sau lưng hắn từ lâu.
Blake đột nhiên dùng lực. Sau một hồi vật lộn, Maggie đã giơ con dao chém về phía tên mập đáng chết. Đúng vào lúc này, Warren và Bell cũng đã về kịp, lần lượt cầm vũ khí. Ngay khi bọn chúng định bắn chết con chó, thì Bell đã ra tay trước, bắt đầu một cuộc đọ súng đẫm máu. Sau một hồi chém giết, mấy tên mafia lần lượt ngã xuống. Nhờ sự giúp đỡ của John, Bell tránh thoát được sự truy sát của mafia. Sau trận quyết chiến sinh tử này, còn chú chó cũng góp công vào cuộc chiến lần này. Chó của mafia có khác, nó đã cắn chết một tên sát thủ có ý định bắn chết Bell. Warren và Bell sợ hãi ôm lấy nhau. Qua trận này, gia đình Blake càng đoàn kết hơn. Warren và Bell dường như trưởng thành sau một đêm, không còn vì nỗi buồn của bản thân mà dễ dàng bỏ lại người thân. Gia đình họ lại tiếp tục trên con đường chạy trốn, dù họ biết rằng tương lai phải đối mặt với nhiều nguy hiểm hơn nữa. Nhưng họ đã chẳng sợ gì nữa, bởi vì bọn họ là gia tộc mafia chân chính, trong người chảy dòng máu kiêu ngạo quật cường từ lâu. The Family là bộ phim đề tài mafia do Luc Besson đạo diễn. Bộ phim khắc họa một ông trùm mafia bạo lực nhưng không thiếu tình người, bốc đồng nhưng ngay thẳng. Không chỉ vậy, mỗi thành viên trong gia đình Blake đều có cá tính rất khác nhau. Rõ ràng là họ đang giở trò, nhưng khán giả lại không ghét nổi, ngược lại còn tán thưởng họ. Bởi vì mỗi một nhân vật đều vô cùng chân thực. Bộ phim mô tả chân thực cảnh đánh nhau của băng đảng mafia dù chỉ ngắn ngủi hơn chục phút. Nhưng cách thức tổ chức chặt chẽ và thủ đoạn tàn bạo của băng đảng được thể hiện một cách sinh động, làm nổi bật lên tác dụng vẽ rồng điểm mắt của cả bộ phim. Bộ phim không dính vào những âm mưu đen tối của phim xã hội đen. Ngược lại, thông qua quá trình chạy trốn của một ông trùm mafia, khiến khán giả cảm nhận được một gã xã hội đen thực sự bằng xương bằng thịt. Được rồi, bộ phim này review đến đây thôi. Hẹn gặp các bạn trong video tiếp theo nhé.